nhảy 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 lại nhảy cái nhé, mình bài chưa đi 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 mà mình cái cục mà cái nhé, cái cục mà chẳng cục hãy thiệp chỉ môi nó đi tiền thiệp chỉ môi nó đi bị zero vì như thế power anh đi power anh ấy đi bị zero nhé, cho những mượn số cho làm lâu rồi. Ok, nhưng cho mà đo dispersion, chắc attenuation này nhưng khơi nhảy bitrate, mùi nó attenuation này nắng, bình kẹn này à, chắc là nhưng mà đo dispersion. To dispersion, cả lá, đôi xa, tái, cái gì? Này. Cứ group velocity, này, là bươn photon để cho mà đo lại tích tăng, residue, photo thì thạch thờ nó khó khó khăn này. Đấy. Chẳng là khả năng lớn ấy cứ chia ở bây giờ dùng bị chùn máu chẳng quy còn thật lẽ đi lẽ amplitude admin dispersion vì mình chỉ bàn hà để dùng ảnh bình là nguyên bản còn tới NP đại dùng đặc trưng ngay từ trưng ngay tới khơi hà amplitude dùng thật lẽ cho dispersion thì ở việc rịt khơi nhé và phần này và đo lại receiver lên một phần nào này hãy cơn lực nha bắt đầu chẳng cái đại signal lại như muối sâu mùi dùng mượt chúng ta lại nick họ thay những ai đi thách bàn để muối sau muối ta đó là bên với muối cường lực này để tranh muối bàn sau error rate bit error chẳng những đăng là bên để tua ra được communication những bên error những khi những lúc nó nhận mặt đã nó ổn cái nhất đã nó ổn ai để ta nó lâu sau nữa là fail fail nhưng thử reset mà đầu tiên là nó hàng network nữa vì đã bỏ data mà hóa cái bị chun data algorithm mấy đại thắng data nó bỏ máu hay trừ ọt nó trừ mà bị rồi hay accept vô bỏ trừ thế thử request send lại mình mà đòn tiền chẳng hại p là cái nhé c p tại bảo real time communication với từ ru trên mà nó ngại tệ và ta ạ nhẹ ạ ạ u lên từ chẳng đến cứ dispersion đấy chẳng những mưa thảm tiết tại dispersion nó như vậy chẳng optical fiber muối signal thì dừng chun đời chết từ từ tua bán từ dạ trong ngày khá lấy ok từ tua vô bàn cái nhé nơi xa ngày tới nè ông đi tức lệ chọc ngày tới tiết ngày tới maintain ông đi tức lệ chọc signal dừng có broad nè tạm bắt đầu đi có broad đây khoảng tạm biệt tình tua nhưng mưa một giờ khơi nè to mà tiết cái ban trong cái system năng đầu viên optical input impulse mối để mình được mình địa pin mối túi mình thế impulse mối phải chuyển được năng optical fiber năng chậm ngay là mối như thế thì photo receiver để dùng từ tua bán này sao tại mình tụm rung bạc máy broad chẳng hai dùng mưa năng tụm rung broad năng cái áo ý anh nhạt bị bay rồi đấy là dùng mưa tập pi sân tim mùi này đi power chỉ muốn là giảm phế đó, cái này đi power output đó chỉ muốn giảm phế. Chẳng hạn là việc broad này, ăn nơi cổ pool này, bạn này tha photon ray vào dương nắng cứ mặt đo cái này nó phía tràn, đấy, tầm nào cái này phía tràn cái này nó thua amplitude dương là cổ, à bộ này cứ bị màu mồn, thế nhé, này mặt đo lươn mồn kê này, bạn này tha cái này nó cứ reflection tạch, reflection tập pi đó mà đo bọt anh ấy reflection bốn phẩy đo tại phía trên cứ một bộ nắng bốn phẩy đo nó cứ tràn chẳng khinh cái này nó âm bị tinh thùng đo là cái này đi reflection tràn đo về thua dư màu khỏi kì chẳng để xa bộ nắng hay thua bị rì signal nhỉ hãy cái chai trên chụp pi thầm bọn chụp nó chả đà ní cho chụp mua ta thầm bọn đá chia rì dạp pi để photon nó mà đo tầm na cái này phía tràn chia mặt chung một phía chúng ta là pia nơi cái lấy nè nơi không lại cái cặp pool nằm tít tới gọi chúng ta root mean square power spread chẳng root mean square value thì nhôm này bao quát cứ cái lấy nắng rực bay lửa à rực pi lửa pi chẳng à rực pi lửa pi chẳng bao cái lấy nè mà rối nè lấy maximum nè mà rối cái lại nhờ root mean square nó cứ chật sập sập cái biệt màn chật sập rồi chứ nè tao với mình cái biệt gì điện tao nói là nó root mean square value ok tao nói
chẳng dừng off bây giờ là anh chất tập rồi nè, tại lẽ cho mà là anh time đi máu, cho là anh time đi máu, chẳng là anh time cho nó nè, cái ao chung một hả, sigma, sigma nó cứ root mean square plus spread, đó là anh maximum đi với tại lẽ cho mà trong time nó cứ chia time dạng p đại photon màu chậm nạc ní chẳng, cái ao chung một thằng mean arrival time, phía tràn chỉ một chung, và phía tràn nó cứ việc chung hiện là ngày. Chúng ta mà tiết cái bán bẩm lại nâng optical fiber nâng từ chỉ transfer function mỗi hạt này tệ. Thế nhé, transfer function hạt này tệ. Chẳng hạt ấy ghế này nó không nâng là ai bẩm lại signal mỗi gì impulse trên từ chỉ mỗi impulse mỗi để miễn tùm rộng mỗi cứ broad. Thế nhé, read signal nâng read. Chẳng nâng lại này dây sáng mạnh dừng khuyên thả ghế output lưu input này mà hạt này tay thật ghê hoặc phút lưu input mà hạt này tay chẳng output lưu input mà hạt này tay còn tay để xa input dưới chữ impar chẳng impar nó cứ kịp đặt mà thật mà mùi signal mùi chân việc bật mùi bật này là sao tập payout mà hạt này tê thêm đó chân chân vì pa xếp đẹp ở ní kì chấp đoán thôi cả cái anh yêu rộp và vài chân nói dạy phê này rồi dạy phê là ta tê nó mà mean time pass arrival mà anh chân cái này thì thôi cả cái anh yêu giống mình ăn tê gà chắc ăn tê gà cái thứ phá bộ rồi thầy cái pool máu lẹ chọn trái vậy được trái vậy thôi chẳng phải cái đá này cái pool đang thấy khơi nhà dạng p là mình này hay bắt đầu mà tiết dương khơi này energy content cái thằng đó này ăn tay cái đá đại ăn tay cái đá đó nhé hay bắt đầu mà tiết root mean square pa root mean này ams pa spread này ams pa này thả chơi đâu chúng người ta chỉ ăn tay gà tiền tay để dạ pê vía nơi lại đi muối nơi còn lại đi muối cứ những cái đạn này còn đi rư muối được chưa từ mấy bàn rờ xịt mà nè mình đã dạ pê ní này giờ dạ pê tay đỏ chỉ muối nè tay muối ní nhắn à tay muối ní nhắn rồi đó khi dạ pê tay ok chẳng hạn tôi cần đặt nhạc kẹt nghĩa từ to một tiết dương miên là dạng p mũi tiết đấy chẳng hạn ấy em s pass spread à đấy như khi tổ mũi tiết với những tàng oi dạng p trên mà oi chẳng hạn ấy tổ đấy cái oi trong một thằng f w h m chẳng em mới từ full width width nó cứ một cái tật tăng này đọc về hạt này với cứ vẽ cả đá hạt em ní cứ maximum đấy chẳng full width half maximum chẳng maximum này tani chẳng vẽ cả đá maximum này nè này tani rồi hai dương cung máu là dạng p nắng cứ chia là dạng p tàu thế chẳng chám nó đấy cầm hôn đơn phong viết ở pass spread này nắng min time em s pass spread sơ từ dạng p sơ từ chia là dạng p nè giao quyền đi với còn gì là dạng p này nó nơi cả đá anh ấy nơi chất sập rồi anh ấy nơi cái pool mà rồi về rồi anh ấy nơi hạ sập có cái này mình bay ấy cái pool chất sập hạ sập chẳng cái chập tam thôi cả bậc hai là p là input bao nhiêu mà anh chị input thì chia pa mùi đá này mà anh chị pa mùi coi dạng đấy người ta xin chơi chẳng còn miên ấy dạng đó maximum hay miền ở sigma này chắc cái mưa cả lại root mean square pa spread này em đòn đấy thì gì anh ấy tp anh ấy receive lại output anh ấy input chẳng dương khơi làm mạch tùm nhẹ tùm nón cả lại nắng dương từ tua bàn mạch pa này em s pa with sigma tp cả lại này còn smile chỉ môi là này bột bừa này cả lại chắc là môi này hoàn toàn là này này nó optical fiber này.